Nhà hàng Khoa Bắc ở Texas bị đóng cửa. Thông tin này không biết chính xác không các bạn, nhưng mình nghe đồn nha các bạn, với lại một số kênh YouTube hiện giờ cũng đưa cái thông tin này lên rồi. Thì bạn nào ở gần đó có biết thì comment cho mình biết với nha. Thật sự như thế này là các bạn, mình thấy một vài kênh đó họ đưa lên đó, họ nói rằng là nhà hàng Khoa Bắc bị đóng cửa, mà khi khai trương rầm rộ á mà đóng cửa trong âm thầm. Thì cái chuyện này mình thấy cũng hợp lý rồi các bạn, giống như bản thân tôi á, mà tôi mà mở cửa thì tôi phải làm rầm rộ lên để tôi khai trương chứ, còn đóng cửa tôi buồn thấy mồ luôn rồi tôi làm rầm rộ làm chi. Cái này mình nghĩ cũng là cái quy luật của cuộc sống nha các bạn, cho nên cũng là người Việt với nhau, tôi cũng biết sao thấy người ta thất bại mà mọi người như mừng á các bạn. Nghe đến cái câu này á, thế nào cũng có một số bạn vô chửi tôi đã bỡ đít Khoa Bắc. Tôi bỡ đít tôi được cái gì các bạn, kinh doanh thắng hay thua là chuyện bình thường các bạn. Có thể Khoa Bắc giỏi trong cái chuyện làm kênh truyền thông hoặc là review về thức ăn, nhưng mà bạn nó thất bại trong cái chuyện kinh doanh nhà hàng, tại vì nhiều khi bạn đó là người Việt Nam mới qua thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, thất bại cũng là chuyện thường thôi, biết đâu được sau này bạn thành công với cái khác làm sao. Thì mình nghĩ vậy đó các bạn, cười người hôm trước hôm sau người cười ha.